Ủa Phượng, em sao vậy? Lâu không gặp, bộ em quên mặt anh hay sao mà nhìn dữ vậy? Anh An, sao bây giờ anh mới tới vậy? Em bình tĩnh đi. Em sao vậy? Em ghét anh quá à. Chuyện của chị Uyên, sao anh lại giấu em? Lúc anh nhìn thấy cô ấy trong nhà xác, mọi cảm xúc của anh như tê liệt. Phải đối diện với cái chết của người mình thương yêu, thật là khủng khiếp. Một mình anh gánh chịu cảm giác đó là quá đủ rồi, chứ chia sẻ với người khác thì cũng chẳng thay đổi được gì, mà biết đâu lại làm cho người khác buồn thêm nữa. Phượng nè, em nên trở về nhà đi, chứ em sống như vậy đâu gọi là sống đâu. Ba em rất là nhiều niềm vui. Em ở nhà chỉ làm cho ba em thêm bực mà thôi. Vậy có khi nào em nghĩ tới chuyện chẳng may ba em ngã bệnh, mà là trọng bệnh, lúc nào cũng cần có em bên cạnh chăm sóc không? Anh đừng có hù em. Ba em khỏe lắm, không thể nào bệnh được đâu. Sao anh lại cười em? Bộ em nói có gì sai hả? Đó là em mới nhìn vẻ bề ngoài thôi, chứ thực chất thì bây giờ ba em cũng đã bước vào quỹ đạo của người già. Trái gió trở trời dễ bệnh tật lắm. Em không có ở nhà, chẳng may ba em ngã bệnh thì ai lo cho ba em? Lúc đó liệu em có yên tâm mà sống bên ngoài như vậy không? Anh nói vậy làm em thấy lo cho ba của em quá. Phượng à, em nên về đi. Nếu mà em muốn sống bằng sức lao động của mình á, thì em có thể đi làm. Quan trọng là ở chỗ ba em là người thân duy nhất của em. Cả anh An nữa chứ. Vậy em biết anh An lo cho em nhiều lắm. Có phải vậy không anh An? Thôi, thu dọn đồ đi, anh đưa em về với ba em. Ba phải ăn nhiều nha ba. Anh An kỳ công nấu cháo cho ba đó. Ba xin lỗi con, khi ba đã giấu, không cho con biết căn bệnh của ba. Con không nghĩ gì đến chuyện đó nữa hết á. Bây giờ trong lòng con chỉ muốn được sống bên ba vui vẻ. Ba cảm ơn con nhiều lắm, thật không uổng công ba hy sinh trọn đời để nuôi con. Con cũng thật may mắn được là con gái của ba. Đối với con, ba là người cha tuyệt vời nhất. Ba còn hơn cả một người cha, vì ba đã thay má nuôi con khôn lớn. Ba rất vui khi được nghe câu nói của con. Ba uống nước.
Ba, con muốn thưa với ba một chuyện. Con và anh Sơn muốn xin ba được tổ chức đám cưới sớm hơn. Tụi con đã chuẩn bị tất cả hết rồi. Đám cưới xong, tụi con sẽ về ở với ba. Đám cưới của hai đứa con tính sao thì cứ làm như vậy. Ba không có ý kiến gì. Nhưng chuyện hai đứa về nhà này ở, liệu có tiện cho Sơn không con? Gia đình anh Sơn cũng không còn ai hết. Tụi con cũng không câu nệ hình thức. Chỉ mong được ở bên cạnh, chăm sóc cho ba. Ba không cần. Tụi con phải hy sinh chăm sóc cho ba. Đừng kiểm soát ba quá, ba ngập thở. Thằng An qua đây ở với ba hàng đêm. Ban ngày hai đứa chạy qua chạy lại với ba là được rồi. Để con bàn lại với anh An. Con, đừng giận ba với con gái. Sang. Con biết đến khi nào mà em có thể trang trí phòng cưới cho anh hai của em á, giống như là cho anh Sơn vậy nè. Bên dưới có sông, bên trên có chợ. Hai đứa mình kết duyên vợ duyên chồng nha. Sang, Sang, em sao vậy? Tự nhiên em thấy khó thở quá. Em khó thở hả? Anh đưa em vô bệnh viện. Đi, đi nha, nhanh. Ai mượn cho bỏ tật á, vô duyên. Sang, Sang. Cũng tại cái tội vô duyên, cũng tại cái tội vô duyên. Cái tội vô Vũ, Vũ coi con chân qua có đẹp không Vũ? Ủa? Đẹp. Sao mà tới giờ này rồi mà chưa thấy mặt của hai đứa ha? Hai cậu đi lấy hoa cưới rồi nội. Nội nhìn coi chuẩn bị như vậy là được chưa? Được rồi. Với lại bên nhà họ cũng đang có chuyện, họ cũng không muốn làm rình rang. Đủ lễ như truyền thống rước dâu vậy là được rồi. Mà rồi đó người ta cũng tha lỗi cho hết trơn á trời. Mày thấy tao sao? Hôm nay có đẹp trai không? Mày á, tao còn đẹp hơn mày. Hai đứa bây giờ nó mới có mặt ha. Chú cha ơi, sao bữa nay mà đẹp trai quá như là tài tử chấp bóng vậy nè. Ông nội cũng sao? Đẹp trai quá chừng chứ bộ. Hả? Trời đất ơi, quần áo gì cũng đẹp quá rồi. Đó, vậy thôi. Ôi trời. Nội, bữa nay con đẹp trai không ạ? Để nội con coi. Du Duyên. Được, cũng giống tài tử nữa. Ba đâu ba? Nè 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 nè, hai đứa chuẩn bị lẹ lên, sắp tới giờ xuất hành rồi đó. Cái gì? Cái gì mà hai đứa? Ừ. Nè, bữa nay thằng An nó có lấy vợ đâu. Dạ. Đó. Bây giờ đó kiểm tra lại đầy đủ rồi á, thế thì mới bắt đầu đi. Ê, ra xe An. Để người ta chờ. Thôi đi đi. Dạ, dạ, đi, dạ. Đi đi đi. Dạ. Đi má. Đi thôi. Lẹ lên con. Ông ơi, lẹ lên đi ông ơi. Sửa soạn gì mà lâu quá à? Làm như đám cưới của ông vậy á. Bắt mặt vào đi. Bác sao rồi? Cháu lấy giùm bác cái hộp trên bàn đi. Dạ. Dạ. Bác. Của mẹ Bích Liên đó.
con. Ba. Ba và anh Minh thấy con có đẹp không? Em đẹp lắm. Em chưa được nhận lời chúc phúc từ anh đó nha. Anh chúc em luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Em cảm ơn anh. Con hãy giữ lấy cái này của mẹ con đó. Cũng đã đến lúc bà trao nó lại cho con rồi. Con mở ra đi. Bà đeo cho con nha. Xinh đẹp, thật là hạnh phúc. Đi đi con. Ba. 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 Ba không sao. Ba về phòng nghỉ một chút là khỏe thôi mà. Ba. Không sao đâu. Con chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi đó con. Ba không sao đâu. Thưa ba, tụi con xin phép đi ạ.
Ba ơi, con đi. Đi được con, ba rất vui. Bích Liên à, đi em. Đi được con. Đó, đi hết thôi con. Mình vô nhậu đi nội. Gì? Nhậu hả? Bữa nay á, nội muốn nhậu món gì con đích thân làm cho nội lai rai. Ủa vậy hả? Dạ. Nhưng mà bây giờ ông nội hỏi nè, ông nội nhậu với ai hả? Chú Bằng Bay á, chỉ cần hửi hơi rượu là nó say rồi, nó chỉ tới uống. Nội chê tửu lượng của con chứ gì. Bây á, tao lượm bỏ túi. Vậy để con đọc cho nội nghe một bài ca dao mà lúc còn ở trong quân đội á, tụi con thường truyền tai nhau. Nội muốn nghe không? Trời ơi, bữa nay còn bài đặt nào thơ với rượu nữa kìa. Vậy thì bữa nay cái bài ca dao sau nè, đọc cho nội nghe coi ha. Một ly nhâm nhi tình bạn. Một ly. Hai ly giải cạn tình sầu. Ừ. Ba ly mũi chảy tới râu. Mày. Bốn ly nằm đâu gục đó. Năm ly cho chó ăn chè. Sáu ly ai nói nấy nghe. Bảy ly le le lội nước. Tám ly chân bước chân quỳ. Vậy hả con? Chín ly còn gì mà kể. Mười ly khiên đệ xuống xuồng. Nói hả? Con đố nội vậy chứ, giữa con với nội, đố nội ai bị khiên xuống xuồng trước? Mày đúng là cháu nội của ông. Tụi bay cái gì cũng giống tao hết trơn hết trọi. Hôm nay em có mệt không? Hôm nay đúng là một ngày dài đó. Cũng may là vợ chồng mình không tổ chức ở nhà hàng, chứ không chắc anh bị gãy chân chỉ đứng quá. Chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng mình. Anh sẽ mãi yêu em và ở bên em suốt cuộc đời này. Em cũng yêu anh. Em nguyện sẽ mãi là vợ hiền, chung thủy của anh. Cô Bích Liên là con của đại gia mà cũng khéo tay ghê vậy đó. Cậu Sơn nhà này cũng có phước thiệt. Dạ, má con mất lúc con nhỏ, mọi việc con phải làm hết nên dần dà quen tay thôi gì. Tôi có nghe cậu Sơn nói mẹ cô mất lúc cô còn nhỏ, ông Bằng ở vậy nuôi cô khôn lớn. Bây giờ ông bị như vậy thiệt là tội. À thôi, cô để đó tôi làm đi. Lên coi cậu Sơn ngủ dậy chưa, chứ để cậu Sơn xuống thấy cô làm là rầy tôi đó. Dạ. Vậy làm hết giùm con nha. Thôi.
Thôi để con lên coi anh Sơn thức dậy hay chưa. Anh là người hạnh phúc nhất thế gian này. Anh rất yêu em. Chắc anh tu 10 kiếp mới có được em đó. Anh nói thiệt không? Quỷ thần hai vai chứng giám cho anh. Em tin anh mà. Giờ em là vợ anh rồi. Em chỉ cầu mong vợ chồng mình mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Anh cũng cầu mong như vậy. Anh hứa sẽ bảo vệ và giữ gìn gia đình này. Anh, em yêu anh và cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh ở bên cạnh em, chắc em đã gục ngã mất rồi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa em à. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Chúng mình phải cùng nhau nhìn về tương lai phía trước. Anh, em và những đứa con. Em có nhớ là hứa sanh cho anh mấy đứa không vậy? Anh kỳ quá. Thôi mình xuống ăn sáng rồi qua thăm ba nha anh. Tuân lệnh vợ yêu. À vợ nè, em muốn nghỉ tuần trăng mật ở đâu? Châu Âu, châu Mỹ hay châu Phi? Phải nghỉ luôn nghe ha. Em chào anh. Ủa em. Anh, đêm qua ba em ngủ có được không anh? À, đêm qua vui lắm em biết không. Anh với ông nội với chú Bằng hát với nhau còn ngắm trăng nữa. Vui ơi là vui luôn. À mà chú Bằng thức rồi đó, em lên đi. Thôi em đi lên với ba đi. Vậy thôi em xin phép hai anh nói chuyện nha. Cảm ơn mày đã vất vả quá nhiều với vợ chồng tao. Ơn này tao sẽ không quên đâu. Mày muốn quên cũng không được đâu, bởi vì tao sẽ luôn nhớ và theo đòi nợ mày đó. À, mày giúp tao thêm một chuyện này nữa được không? Chuyện Nguyệt Hồng đó. Tao có cái này, mày đưa giùm tao đi. Tao nghĩ là mày nên gặp Hồng, trao tận tay cô ấy. Không lẽ trong mắt mày Hồng đáng khinh tới vậy sao? Tao đã làm đám cưới với Liên rồi, không muốn Liên hiểu lầm. Thằng quỷ, mày dám đánh tao à? Quýnh cho mày chịu cái tật. Hả? Thằng quỷ, ăn nói vậy hả? Đánh tao hả? Đánh cho mày chịu cái tật phách lối của mày nè. Ông nội, tụi bay đang luyện võ phải không? Dạ. Ông nội, làm cái gì mà mới qua có một đêm mà nội thấy con te tua hết xíu quách rồi. Nè, ráng mà giữ sức nha. Cuộc chiến đấu vẫn còn ở phía trước, làm gì cũng phải có bí kíp của nó chứ. Bí kíp hả? Ông nội nhớ truyền cho con nha. Đến đây coi.
gì? Trời ơi, hả? Con á là cháu đích tôn của ông nội, mà sao ông nội không truyền cho con, mà truyền cho thằng quỷ này? Trời, vậy thì con phải lấy vợ đi, ông nội mới truyền được chứ. Đúng rồi, thằng này Bài Đạt, thanh niên mới lớn, Bài Đạt làm đàn ông trưởng thành, sao được hả nội? Người như nó còn lâu mới lấy được vợ. Nội nhớ là có bao nhiêu truyền hết cho con. Trong nhà thằng này lâu lắm mày. Mày nói gì? Tao sai rồi, tao biết tao sai rồi. Chú, chở tôi ra chợ Bến Thành nghe chú. Dạ, cảm phiền dì kiếp xe khác giùm con nha. Bữa nay con không có chạy. Trời ơi, bộ chê tiền hay sao vậy? Tiền mà ngu sao chê? Tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười tuổi trẻ, sức khỏe tuổi già, là cái đà dắt dõng, cái lọng để che thân, là cái cân gì ta? À, cái cân thành công. Hey, tiền là không có chê. Làm vậy mất vệ sinh. Anh thương em. Về trước nha. Thương lúng, thương lụng, thương lột da ốc, thương tróc da đầu. Ngủ quên thì nhớ, thức dậy thì thương. Đã đó. Thơ đơn giản mỹ nghĩ yêu thương quá trời luôn. Ê, ủa, anh sao? Yêu được ai mà vui mừng quá vậy? Làm sao mà yêu ai được nữa em? Vì anh đợi em lâu quá đó, cho nên anh ngồi anh ôm lại bài thơ mà nội bài cho anh để dụ em á. Em không tin hả? Anh đọc lại cho anh nghe nha. Thôi, anh để đó mà anh dụ người khác đi. Lên xe. Con ếch á, nó ngồi dựa vô cốc bưng, nó kêu cái quả biểu ưng cho rồi. Ai thèm ưng anh? Ai là ếch hả? Anh nói kiểu vậy á, về quê á, kêu ông nội làm mai cho, chắc hợp lắm á. Vậy á, để anh đọc bài thơ đây nha. Chở Sài Gòn đèn xanh đèn đỏ, anh coi không tỏ anh tưởng đèn tàu. Lấy em á, anh đâu có kể giàu sang, rau dưa mắm muối có nơi nào hơn em. Vô duyên. Em nói trật lắc rồi. Anh á là đa duyên lắm á. Con chào bác. Ngoan quá. Bác cho con cái này nè. Bé Thi, con đã cảm ơn bác chưa mà con dám nhận vậy? Cảm ơn bác. Ngoan. Thôi con qua bà Tư chơi đi. Dạ. Thôi mời anh ăn vô trong nhà. Chắc có công việc gì nên anh An mới tới tìm mẹ con Hồng phải không? Nhớ Hồng nên tới thăm không được sao? Bạo dạn dữ ha. Dạo này còn biết đùa giỡn nữa. Trời ơi, quà ở đâu mà anh mang tới nhiều vậy? Bộ định lấy lòng bé Thi rồi tán tỉnh Hồng phải không? Khoan, để Hồng đoán. Anh Sơn làm đám cưới rồi phải không? À, anh mang quà đến cho hai mẹ con Hồng đó hả? Hồng biết việc đó cũng phải tới rồi mà. Hồng à, nếu muốn thì có thể khóc, nhưng mà khóc xong rồi thì hãy quên hết những chuyện buồn đi.
Hồng còn có bé Thi là niềm vui mà. Hồng đâu có buồn. Hồng đã từng nói với An rồi, chuyện cũ là quá khứ, mà quá khứ thì nên khép lại. Hồng đâu chỉ sống với quá khứ. Liên nè, anh nghĩ em đừng có quá suy nghĩ nhiều về vấn đề người này người nọ trong công ty bàn tán về bệnh tình của ba. Anh có biết vì sao em không muốn chuyện này xảy ra không? Bởi vì bình thường ba rất sợ cảm giác bị mọi người thương hại. Ra là vậy. Chú Tường, chú dẫn người tới làm việc với anh. Em cũng về phòng mình đây. Nè em, hãy vui lên và giữ sức khỏe nghe. Dạ. Sơn nó đang đợi chúng ta ở trên lầu. Dạ. Mời anh. Dạ mời cô chú vào. Ngồi. Xin chào. Chào. Mời ngồi. Dạ. Xin giới thiệu với anh Sơn, đây là anh Tân, tổng giám đốc công ty Tân Thế Kỷ. Còn giới thiệu với anh Tân, đây là anh Sơn, trưởng phòng tín dụng của công ty chúng tôi. Gửi anh danh thiếp của tôi. À, anh Tân nè, việc anh định vay vốn của Phúc Sinh á, tôi đã trình bày sơ sơ với Sơn rồi. Bây giờ anh vào việc luôn đi. Dạ. Công ty chúng tôi hiện có vài lô đất để trống, muốn xây dựng nhà xưởng hoặc là văn phòng để cho thuê, nhưng mà kẹt nổi là không đủ vốn. Được biết công ty Phúc Sinh là nhà đầu tư tài chánh rất là lớn nên mới tìm đến đây. Mong rằng nhận được sự giúp đỡ. Dạ, mong anh giúp giùm tôi. Vậy đi anh Tân, có lẽ chúng ta sẽ tiến hành theo đúng trình tự. Anh để lại hồ sơ ở đây, chúng tôi sẽ tiến hành các bước theo chuyên môn. Nếu hồ sơ vay vốn của anh hợp lệ và có tính khả thi cao của dự án thì không có lý do gì Phúc Sinh không tham gia vào vụ việc như vậy. Cũng phải thú thật với anh Sơn là công ty đang gặp chút khó khăn nên muốn được vay vốn càng nhanh càng tốt. Mong anh xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Anh Tân đừng có quá lo lắng như vậy. Trưởng phòng Sơn của chúng tôi chọn dự án nào là trúng dự án đó, đôi bên cùng có lợi mà. Dạ, chị Ái nói rất đúng. Từ trước tới nay công ty tôi chung chi rất là đẹp. Nói như vậy để anh Sơn yên tâm. Thôi, mọi người uống nước đi. Anh Tân nè, tôi nói anh đừng có mất lòng nghe. Tiền thì ai chẳng ham, ai chẳng muốn kiếm. Nhưng không phải là kiếm bằng mọi giá đâu anh à. Tiền của tụi tôi là của các cổ đông, đâu phải tiền của nhà nước. Mà anh vội nói tới chuyện chung chi quê hồng này nọ. Anh Tân vì chưa làm ăn với tôi bao giờ nên mới không biết. Chắc chú Tường cũng lại quên chưa nói cho anh biết rồi. Dạ, mọi việc xin được nhờ cậy vào anh. Tân á, nó chưa nắm được luật chơi mới nói như vậy. Sơn bỏ qua đi. Người của chú Tường đó, mọi việc khác để chú lo ha. Sơn cứ lo liệu nha. À, cứ y như vậy nghe. Dạ, xin chào anh. Mong anh cố gắng giúp giùm cho nha. Dạ. Ừ,
Vậy Sơn định góp vào đó bao nhiêu? Hai người hiểu dùm cho. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi sẽ chịu ý hai người. Chứ chơi bạo quá như vậy, có ngày tôi không đỡ nổi dùm. Thay mặt ông Tường, ái cảm ơn nhiều. Thứ đàn bà chụp giật như vậy không sao cản được. Dám chết lắm với hai ông bà này. Chú, sao chú nói thằng này cũng chung một xuồng với chú? Nó làm tôi quê quá. Tôi quên nhắc với cậu chuyện góp vốn phần trăm từ tiền vay. Ví dụ như cậu vay 50 tỷ, cậu sẽ phải bỏ ra 1 tỷ để mua cổ phần cho Sơn. Đó là luật ở đây. Còn mấy lô đất, mục đích là để thế chấp cho vay. Mà tôi đã nói với cậu, nếu như không trả được đúng hạn, cậu sẽ bị mất trắng đó. Chú kia yên tâm đi, công ty Tân Thế Kỷ còn nhiều lô đất trị giá hơn mấy cái lô đất đó nhiều. Ừ. Chào chú. Cháu đọc cuốn gì mà say sưa dữ vậy? Dạ, những bài học cuộc sống. Trong này có nhiều câu chuyện hấp dẫn và xúc động lắm chú à. Cuộc sống luôn chịu nhiều tác động của ngoại cảnh, nhưng để thắng được những tác động đó thì rất cần tới nghị lực. Mà nghị lực của con người là vô hạn, họ nói vậy đó chú. Nhưng giới hạn của sự sống là chính là cái chết. Và cái chết thì không ai có thể tránh được. Nhưng chú đã ít nhiều thay đổi nó theo cách đón nhận riêng của mình. Chú không đầu hàng, chú không chấp nhận để nó đè bẹp mình. Chú đã tạo dựng nó bằng cách đem lại lòng tin cho người khác. Điều đó có nghĩa là nghị lực chống chọi lại cái chết của chú rất mạnh. Chú đồng ý với suy luận của cháu. Chú mạnh vì chú có lý do để chiến đấu. Bây giờ chú có thể nhắm mắt xuôi tay mà không ân hận gì nhiều. Chú thấy trong người sao ạ? Chú chưa chết đâu. Cháu đọc tiếp đi. Dạ thôi, để khi khác con đọc cũng được mà. Sau này cháu định sẽ làm nghề gì để sống? Cháu cũng chưa biết nữa. Trước á, thì cháu định học nghề nuôi cá sấu để về quê lập nghiệp. Nhưng rồi mọi kế hoạch cứ đảo lộn lên hết, cháu cũng bỏ bê chưa xem lại nữa. Chắc cháu cũng phải coi lại bản thân mình, xác định lại cuộc sống của mình á, một cách nghiêm túc hơn. Vì sao? Cháu á, tính đơn giản lắm. Thích quân đội thì bỏ học vô nhập ngũ. Cứ nghĩ là sẽ gắn bó nghiệp binh suốt đời, nhưng rồi bị thương cũng phải xuất ngũ. Từ ngày đó tới nay á, cháu chỉ là một thằng lông bông lang bang. Nhiều lúc á, nhìn thấy ba má cháu đi làm vất vả mà cháu thấy tội của mình lớn quá. Liên á, cũng khuyên cháu nên đi học kinh tế hay là chứng khoán gì đó để vô công ty của chú làm. Nhưng mà cháu nghĩ chắc là cháu không đi học đâu chú à. Cháu muốn làm một công việc gì đó của riêng mình, phát triển nó theo cách của mình. Nhưng bây giờ thì
tiền cũng không có, mà nghề nghiệp cũng không xong. Nói chung là cháu đang bế tắc lắm chú à. Kìa chú sao vậy? Cháu xin lỗi, cháu không cố tình. Cháu vô tâm quá. Chú đang bệnh như vậy mà cháu nói chuyện đâu đâu không à. Vậy công việc mà cháu muốn đeo đuổi là gì? Dạ thôi, chú mệt rồi, cháu sẽ nói chuyện này với chú vào dịp khác. Chú nghỉ đi. Cháu tranh thủ xuống dưới nấu miếng cháo, lát chú ăn nghe. Ăn nè. Nói liền đi cháu, chú đâu còn nhiều thời gian nữa. Nhưng mà cháu nói chú nghe, chú không được cười cháu nghe. Cháu có ý định là kinh doanh dịch vụ tang lễ. Cháu nói tiếp đi. Sao tự nhiên dừng lại? Dạ, cháu cũng không hiểu vì sao mình lại có ý tưởng điên rồ đó. Nhưng từ khi Uyên mất, cháu đã nghĩ tới công việc này rất nhiều. Cháu nghĩ về một nơi có thể an giấc người đi, ấm lòng người ở lại. Cháu muốn tạo ra một khoảng không gian không có nỗi buồn, không có chia ly. Cháu muốn...